vì khán đá miền bị khổ và màn chỉ bày buồn và ổng bù hãy trẻ thật là nông bà sát sản à bằng riêng sổ thô à dân thế và nên đập bê kà rào mò tiết dù dù tất cả sẽ kể ọt sốc chùm khả dân thế à xa rai nâng ổ bà thạm mà nẹ chỉ sạch trái để tài ổ bà thâm tới chùm khả nê chăn chẳng hăn đà bọc tè ổ bà sạc kà nâng chùm khả dân thế kà rào mò tiết bà sạc kà nâng bàn sạc bạch bị khổ tăng của man đại chỉ bị khổ cha cha nâng ca tục của tụ của tên vô mũ của bà chật xong một bà sạc ca nâng ca tục ấy rương ra bài này đã về bị khổ tăng lại đăng rương nâng tới lực rương nâng để tu ra sa mạc sản phụt và ông tha ô bị khổ tăng mà này mà mình trầm tài chiết bạch cho bọn này đây xong bài tài tài chiết và ông lực là ông bị khổ nông ca nó miền cái ai mùi vô là cái ai mà vô nâng thì bà hai chiếc bôn pram cái ai nâng ai hai khổ nông nó miền cái ai nhì mùi nâng nông ca nó nơi tam sầm một nương ấy cái bồ chia tê và đá cái sai cái miền nông cái miền bài miền ấy đã nơi tam riền bồ chia chân tới cái ai nương khơi nhà đó bò để phục con nôm xa để cái sai chào chân tới cô tới si tới ấy chân tới si bài si con hãy phật à tất xa để cái sai tê và đá nơi tam sầm một nương để tiền là về chân tới cô cái ai nhìn nó sờ vắng, phật tràn sờ vắng. Đặc biệt sờ vắng cho tới non như từ lên tắc sờ một cái ai nhìn nó non như từ lên tắc sờ một, từ lên tắc sờ một. Đặc biệt lên tới tới về sờ vắng về tuấn về mình bên cầm lăng để mình nó thoa mà đà nè cô lùng tắc sờ một chân tới trầy trầy lẹp chia chầm này chia hà bạt chân tới khơi nó ô chầm này chăng ngàn chân tới phụ cái ai ở tây nó ô răng sai như đâu cái ai nhìn để chia phe để chia khlu nè bằng rộng tới cô bộ buôn kia kết sọc cổ bạp dàng ta ô mình xong thà từ bắt bằng phẹt dưa chỉ tì xa lãnh chẳng nôm kia chui nôm kia chui nằm bây rộng ai nhìn nâng nôm kia khăm nôm kia bòm thật tật xa mốt nâng bòm mà chỉ bút dưa cháu nâng bà tật xa mốt nâng rí nằm bây rộng ai nhìn nâng tôi chỉ cái ai rộp rồi mà bị phốp lộ nâng gọt bà tật xa mốt nâng gọt bồm tật xa mốt nâng rí nhìn nè đã về đã bom prang bom tắc sầm bớt nâng mà đong pi đong chứ tắc sầm bớt nâng việc phai thôi ai nâng việc khát co phong này đang có họ mong tôn đại tôn trường đã về tôn đại tôn trường rồi sập rồi riêng lương con chung khnề dùng tàu hu tây dương mình ai chui cái ai chỉ phe để gì để bảo phụ dương ban tê mật thầm lành để bảo dương ban tê cô dùng nông cá nó đẹp và rộng phô sát và ông cả chỉ rục cái tê và đã ở chỉ tê và đã thay được xa sầm bớt nâng ai ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាឃើញពពុះក្អែកនឹងដល់នៅសេចក្តីវិន័យហើយដើម្បីជួយពពុះក្អែកនឹងបានក៏ព្រះអង្គបញ្ចេញជាសម្លេងគួរឲ្យខ្លាចដូចជាដេញសត្វក្អែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពជាដកនេះឯងគឺចង់អប់រំមនុស្សយើងឲ្យធ្វើអីត្រូវមានបញ្ញាកុំគិតទៅតែតាមការគិតរបស់ខ្លួនថាត្រូវធ្វើរឿងរ៉ាវបែបនេះរឿងរ៉ាវបែបនោះឲ្យមានធ្វើអីប្រកបដោយបញ្ញាដូចជាពងក្អែកនឹងអញ្ចឹងទៅពួម tự bồm tự sầm bớt ở mấy riêng mà chỉ bù khuôn nâng bằng bồm nâng mà ngay pi ngay có ọt riêng cơ mà bồm là hốt sạp chỉ vẫn có ọt riêng đài chẳng cứ ca đại rô nơi để khóa bà nhà nâng cứ nòm ai miền bà chay nòm ai ca chỉ ăn rải đó chỉ vật là bỏ khuôn như thế bằng tay nẹ để miền bà nhà thưa rương ra cái ấy cả đáo ấy cơ thưa ở khuôn nâng rô nơi đó sài bà nhà ấy sắp cổ bàn tôi chỉ bà nhà tôi bà nhà thóm nâng bà nhà là bỏ khuôn đó sài bà nhà cục rương bàn tầng tô tầng thom như thế, sập bịa chia đoạn năng mất, ai nhìn năng bàn một chỉ sợi dây đài chỉ ô ba sợi ca bầm ra bị khổ bị ở đây đã chia năng môn ai chấm này, phục vụ ai năng ai ba hộ lọp chia bị khổ bị chia ở đây đã năng đài lọp dùng còn tụ còn tinh pro tài lương cái ai nhìn năng ai chấm này tê và đa đài để xa để nong sầm một năng ai ba mà chia ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងណែសូមអនុមោទនា